kiểm tra bài cũ, kiến thức cũ của chúng ta. Thì mời một bạn đọc cho thầy giáo bài bài này. Thì mời bạn Tuấn Tuấn đọc cho thầy bài bài tập sau. Thưa thầy, mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó, quả mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Bây giờ chúng ta cần suy nghĩ làm bài này ra nháp khoảng 2 phút, sau đó chúng ta sẽ nêu cách làm và kết quả cho thầy. Thì mời một bạn đọc cho thầy giáo bài bài này. Thì mời bạn Tuấn Tuấn đọc cho thầy bài bài tập sau. Thưa thầy, mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó, quả mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Bây giờ chúng ta cần suy nghĩ làm bài này ra nháp khoảng 2 phút, sau đó chúng ta sẽ nêu cách làm và kết quả cho thầy. Các bạn khác nắm được đâu yêu cầu bài chưa? À, thì mời Phong đọc lại cho các lớp nghe. Phong có nghe được yêu cầu không? Đọc cái thầy yêu cầu đề. Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó, hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ làm bài này. Và sau khi làm xong thì cho thầy giáo biết dạng bài toán này chúng ta đã được học khi nào. Bạn nào xong rồi thì viết kết quả vào phần tin cho thầy, tin nhắn cho thầy nhé. 5 minutes later. Nhận được kết quả bạn Việt Anh là 12. Thầy thấy rất nhiều bạn ra kết quả là 12. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày cách làm và kết quả cho thầy. Bạn nào xung phong làm bài này. Rồi thầy mời Nguyễn Phương Anh nào. Nguyễn Phương Anh bật mic và Nguyễn Phương Anh nêu cách làm của bài này và kết quả cho thầy. Bật mic. Em thấy thầy là mẹ biếu bà số quả cam là lấy 36 chia cho 3 thì bằng 12, đáp số 12 quả cam. Rất tốt. Như vậy chúng ta thấy thì thấy bạn Phương Anh bạn trình bày lại bài làm của bạn đấy và cũng giống kết quả chúng ta đúng không? Thì thấy có rất nhiều bạn là ra kết quả 12 thì tao thấy là rất là tốt, chúng ta nắm bài rất là tốt đúng không? Rồi, chúng ta cùng cùng xem kết quả của các bạn. Hầu như các bạn nào cũng ra kết quả là 12 cả. Đây chúng ta nhìn từ bạn là Phương Anh, Khánh Hòa vân vân. Tận bạn là Trà My là đều có kết quả 12. Và như vậy chúng ta đều làm ra kết quả là 12 và cách làm cũng tương tự cái này thôi. Đúng không? À, thực ra dạng toán này thì chúng ta đã được học rồi đúng không? Bạn nào cho thầy biết dạng toán này chúng ta học vào thời gian nào? Còn nhớ dạng toán này học từ bao giờ không? Bạn nào nếu cho thầy biết đây nó thuộc dạng toán nào mà nó thuộc mà chúng ta đã học bao giờ? Hầu hết chúng ta làm rất đúng nhưng có khi là chúng ta lại không nhớ thời gian học. Thầy mời Trà My thế nào? Trà My cho các bạn và thầy giáo biết là xem là dạng toán người ta học bao giờ mà nó thuộc dạng toán gì. Mình không biết à? Nào bạn nào biết? À, mời bạn Quỳnh như là Quỳnh cho thầy giáo và các bạn biết xem là cái dạng toán này là thuộc dạng toán gì người ta học từ bao giờ. À, rất nhiều bạn không nhớ. Mời Trâm Anh. Em chưa thấy, em không nhớ. Thế là Không dạng nhớ. toán. Là gì nhỉ? Dạng toán gì mà chúng ta lại lấy cái số đó ta chia cho số phần này. Vừa rồi chúng ta làm là chúng ta phải lấy số đó đúng không? Mà 36 ta chia cho 3, tức là lấy số đó chia cho số phần đấy. Toán gì? Chia một số tự nhiên cho một phân số à? Không phải ta đã học đâu. Nay chúng ta mới học đến bài tìm phân số của một số. Ừ, rồi chúng ta quên thì Chia ra một nói luôn là chúng ta cái toán này thực ra là chúng ta đã được học từ lớp 3 rồi đấy. Kỳ 2 học kỳ 2 của lớp 3 là chúng ta làm rất nhiều cái dạng toán này. Và dạng toán này thì trước đây chúng ta chưa học về phân số thì trong sách giáo khoa người ta đặt tên là gì? Tìm một phần mấy của một số. Nghe một nhớ dạng toán tìm một phần mấy của một số, cho nên sau khi học xong lớp 3 là chúng ta đã làm được rất thành thạo các bài toán mà có một phần mấy của một số này. Đấy, cho nên chính vì thế hôm nay chúng ta làm rất là đúng, đúng không? Đấy. Và thầy thấy kể cả những bạn như bạn Đại Minh là trước đây là bạn ấy cũng không nắm chắc bài lắm nhưng hôm nay thì tôi thấy bạn ấy cũng làm rất đúng kết quả như thế này. Đấy, và một số bạn mà học yếu hơn nhưng các bạn cũng ra được kết quả như thế này thì thầy thấy toàn là chúng ta nắm rất chắc, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta lại quên tên của nó thôi. Đấy, quên tên của cái dạng toán này. Đây nó là dạng toán tìm một phần mấy của một số.
Bạn nào còn nhớ cái quy tắc tìm không? Sau khi học dạng toán này, thầy cô giáo thường hay cho chúng ta, năm trước cô Liên dạy đúng không? Thường hay cho chúng ta đọc đi đọc lại, là muốn tìm một phần mấy của một số để ta làm thế nào nhỉ? Muốn tìm một phần mấy của một số ta làm này. Đây bài toán này chính là tìm một phần mấy của một số này này. Tìm 1/3 của 36 này. Ta làm thế nào đây? Tìm một số. Ta lấy số đó chia cho số, số phần. Chia cho số phần. À, nó chỉ đơn giản, nó có mỗi câu như thế thôi. Muốn tìm một phần mấy của một số thì chúng ta sẽ lấy số đó chia cho số phần. À. Thế thì năm nay học lên lớp 4 học về phân số thì người ta còn hướng dẫn chúng ta cách tìm khác. Chúng ta đã tìm hiểu một cách tìm khác, đó là chính là nội dung của bài học hôm nay, đúng không? Như vậy nếu mà chúng ta áp dụng kiến thức lớp 3, ta có thể giải được một số bài toán về phân số ở lớp 4. Đó là giải theo cách là tìm một phần mấy của một số. Đó, thì hôm nay thì ta cũng dựa theo cái kiến thức chúng ta đã học ở lớp 3 để chúng ta sẽ học cái bài mới hôm nay. Chúng ta vào bài hôm nay. Đó là tìm một phân số của một số. Lần trước là ở lớp 3 là tìm một phần mấy của một số. Thì hôm nay người ta lại thay bằng từ tìm phân số của một số. Đúng không? Nói cách khác thôi nhá. Thế thì trong bài này chúng ta sẽ được mở rộng ra là tìm, không phải tìm một phần mấy của một số nữa mà tìm phân số, nhiều phân số khác của một số nữa, chứ không phải là chỉ tìm một phần mấy. Vậy thì ta có một bài tập như sau trong sách giáo khoa chúng ta có đấy. Thầy mời một bạn đọc cái thầy bài tập trong sách giáo khoa và trên bảng của thầy. Đọc luôn trên bảng của thầy luôn nhé. Thầy mời Việt Anh đọc đi. Em là bài toán có cam có 12 quả, hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Ừ. Một bạn bạn Minh đọc lại. Minh đâu rồi? Hay Minh lại tắt camera rồi? Em thưa thầy là một số cam có 12 quả, hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Rất tốt. Thì đó là mời hai bạn đọc. Bây giờ chúng ta suy nghĩ xem nào. Vậy muốn tìm 2/3 số cam trong rổ thì ta làm thế nào? Nếu bài này người ta cũng cho như là bài thầy giáo kiểm tra bài cũ thì quá dễ, đúng không? Nếu thầy giáo hỏi là hỏi 1/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả thì rất dễ. Thì bây giờ người ta lại hỏi 2/3. Đấy. Chúng ta suy nghĩ cách làm nào. Nếu tìm 1/3 số cam thôi thì ta chỉ được lấy 12 chia 3 thôi, đúng không? Như đây người ta lại hỏi là 2/3, vậy người ta làm thế nào? Nếu tìm 1/3 số cam thôi thì ta chỉ được lấy 12 chia 3 thôi, đúng không? Như đây người ta lại hỏi là 2/3, vậy người ta làm thế nào? Bạn nào biết được hướng làm rồi? Bạn Nguyễn Phương Anh tìm chưa ra chưa? Chưa biết, thầy mời Trâm Anh. Em thưa thầy, ta lấy 12 nhân với 2/3. Thì anh đã biết là lấy 12 nhân 2/3 ra. À, mời bạn khác. Sao lại lấy 12 nhân 2/3? Cho anh thì bạn cho biết là lấy 12 nhân 2/3, chúng ta có biết vì sao. Nào, Lan Anh xem nào, Lan Anh đã biết được chưa? Vì ta lấy số số đó nhân với số phần hả? Sao lại lấy số đó nhân với số phần được? À, thì được. Vậy thì ta hôm nay cũng là một bài toán đi, bắt đầu đi hình thành kiến thức, đúng không? Thường là những bài toán hình thành kiến thức này thì nó cũng tương đối là khó. Thế thì chúng ta sẽ phải nghĩ, suy nghĩ theo những cách mà chúng ta đã học, đúng không? Trước hết, chúng ta đã học về phép cộng phân số rồi, đúng không? Chúng ta suy nghĩ này, 2/3 này, thế do là 1/3 cộng 1/3 không? Hay là giờ ta lấy 1/3 cộng 1/3 thì có bằng 2/3 không? Chúng ta với hướng suy nghĩ thế thì giờ chúng ta có thể đi tìm 1/3 của 12 quả này được không? 1/3. Em có tìm được 1/3 của 12 quả này không? Chúng ta lại suy nghĩ nhé, vì chúng ta đã học cách tìm 1/3, tức là 1/ mấy của một số rồi đấy. Cái bài này nếu cho 1/3 chúng ta tìm dễ ngay, đúng không? Vậy chúng ta cũng suy nghĩ theo hướng là chúng ta đi tìm 1/3 của 12 quả đã. Sau đó chúng ta lại thấy là người ta yêu cầu là tìm 2/3. Thế ta biết được 1/3 này, có biết được 2/3 không? Nếu còn nữa biết. Nếu giờ em biết được 1/3 này, em có biết được 2/3 không? Ủa? Bằng cách nào? Bằng cách ta lấy kết quả của 1/3 ta nhân với số của
nhân với mấy thì nhân với 2. Đúng rồi, vì người ta hỏi 2 phần 3 thì ta tìm được 1 phần 3 thì ta nhân với 2 nó ra 2 phần 3 làm sao nữa, đúng không? Ừ, học phép nhân rồi, học phép cộng rồi, chúng ta sẽ hình dung như thế nhé. Vậy thì giáo hướng dẫn đó này, trong sách người ta cũng dẫn chúng ta rất là kỹ, chúng ta đọc trong sách chúng ta biết cũng có thể nắm được đấy nhá. Bây giờ thầy giáo trước hết thì có nhận xét như sau. Đây, người ta báo có 12 quả đúng không? Một rổ cam có 12 quả thì ta cứ coi có 12 quả cam này đi. Nhìn thấy có đúng 12 quả không? Có quả. Thế mà người ta hỏi 2/3 thì bây giờ thầy giáo cũng chia cái số cam là mấy phần? Theo các em thì chia là mấy phần? 4 phần. Em chia là 4 phần thì có liên quan gì đến bài tập không? À, người ta hỏi 2/3 cơ mà. À đúng rồi, người ta hỏi là 3. Hỏi 2/3 ta chia làm 3 phần, chia làm 4 phần làm gì? Đấy, ta có rất nhiều cách chia nhưng mà ta phải căn cứ vào bài tập. Đấy, thầy sẽ chia như sau, là thầy chia làm 3 phần thôi. Vậy em nhìn ngay trên cái hình này em có biết được 1 phần của nó là mấy quả? Một phần quá. Một phần đấy chính là 1 phần mấy? 1/4. Sao lại 1/4 nhỉ? Ở đây thầy giáo chia là mấy phần? Chia là 3 phần thì 1 phần này chính là 1/3 của cái chỗ này, của số quả cam này, đúng không? Thế vậy ta có dễ dàng tìm được 1/3 là 4 quả bằng cách là gì? 2 chia cho 3. Đúng rồi, ta lấy, giờ ta suy nghĩ này, ta trước hết ta phải đi tìm 1/3 cái số cam trong rổ đã. Thế mình sẽ theo hình vẽ và theo cách làm của lớp 3, đúng không? Muốn tìm 1/ mấy của một số thì ta lấy số đó chia cho số phần. Thế là giờ lấy bao nhiêu nhỉ? 12 chia cho 3. Rồi ta lấy 12 ta chia cho 3 thì ta được 4. Giờ ta biết là 1/ này có 4 quả rồi thì 2/ là bao nhiêu quả? 2/ là 8 quả. Bằng cách nào? Bằng cách lấy 4 nhân 2 và 8 quả. Rất dễ đúng không? Vâng. Như vậy là ở lớp 3 ta đã vận dụng kiến thức ở lớp 3, chúng ta có thể giải được bài toán này ngay. Nhưng mà chúng ta phải làm mất 2 bước. Đó là trước hết chúng ta phải đi tìm 1/3 số cam đó đã. Xong rồi người ta hỏi 2/3 thì ta phải nhân đến 2, mà người ta hỏi 3/3 thì nhân với 3, đúng không? Ví dụ thế. Đấy. Đối với kiến thức ở lớp 3 thì đến bây giờ chúng ta mới làm được. Phải làm bằng 2 bước. Thế này chúng ta sẽ giải được bài toán này. Đúng không? Đấy. 8 quả. Và dạng toán này cũng thuộc dạng toán đưa về gì? Đố chúng ta biết nó còn thuộc dạng toán nào đấy? Dạng toán đưa về đơn vị đấy. Ta đưa về một đơn vị này này. Trong đó là đây có hai đơn vị, đó là 2 này thì chúng ta sẽ nhân lên, đúng không? Nó thuộc hai dạng toán, một dạng toán là tìm 1/ mấy của một số, và tìm 1/ mấy của một số chính là đưa về đơn vị. Đấy, chúng ta cứ đưa về một đơn vị, người ta sẽ tìm được các đơn vị khác. Người ta hỏi 2, hỏi 3, hỏi 4, chúng ta đều tính được hết, đúng không? Nhưng bài hôm nay là tìm 1/ mấy của một số mà làm theo cách của lớp 3 thì chúng ta phải mất mấy bước đây? 2 bước. Thì đến lớp 4 chúng ta đã học về phân số thì chúng ta sẽ được học thêm một cái dạng toán mà chúng ta chỉ làm một bước là xong. Đấy, chúng ta sang cái phần B. Vậy bây giờ chúng ta phải đặt ra một câu hỏi là vậy ta có thể tìm 2/3 số cam trong rổ bằng cách nào? Nhân với 2 nhân với 2/3. À, đây chúng ta lại suy nghĩ, ta lại lật lại phép tính ngược của cái bài toán lúc nãy nhé. Ở đây chúng ta thấy đầu tiên chúng ta phải chia cho 3, đúng không? Xong rồi ta lại nhân với 2. Đấy. Như vậy là rõ ràng là nhìn vào phân số 2/3 này, chúng ta thấy này, muốn tìm về 12 quả cam này, ta chỉ việc gì thôi? Chia cho 3 rồi nhân với 2. Lấy chia 3 nhân 2. Đúng không? Bây giờ em lại thử lên vậy. Nếu 12 mà nhân với 2 rồi chia cho 3 có được không? Cũng được, đúng không? Bởi vì chúng ta học phân số rồi, buổi trước chúng ta đã học là nhân một số tự nhiên với một phân số rồi. Đấy, thế thì trong bài toán của lớp 3 này, chúng ta đã chia cho 3 rồi nhân với 2. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần làm một bước thôi. Nào, bạn nào có thể cho thầy biết em làm cách nào? Lấy 12 nhân với 2/3. Lấy 12 nhân với 2/3 và cũng bằng 8. Thế mà khi nhân thế này nhé, chúng ta có hai cách nhẩm.
lúc em biết nhấn cái cách nào là nhanh nhất? 12 2 nhân 3. Muốn nhân một số tự nhiên lên một phân số thì ta làm thế nào? Bữa trước ta học rồi. À. 12 chia 3. 12 chia 3 đối với nhân với 2 đúng không? Cũng có một cách đấy, là giống như ở lớp 3 này này. Ta lấy 12 chia 3 rồi ta mới nhân với 2, tức là chia cho mẫu rồi nhân với tử. Đúng không? Đấy, như vậy phần A này thì ta ôn lại kiến thức lớp 3 này, này. Có phải chúng ta đã chia cho mẫu rồi ta nhân với tử không? À, 12 chia 3 thì được mấy? 12 chia 3 được 4. À, 4. Xong rồi ta lại nhân với 2 thì bằng mấy? 4 nhân 2 được 8. Đúng rồi, đấy là một cách nhá. Cách thứ hai là ta thực hiện như buổi trước chúng ta học về phép nhân số tự nhiên với phân số. Muốn nhân số tự nhiên với phân số ta làm thế nào? Mới học cuối hôm trước xong, mới nghỉ có mỗi thứ bảy chủ nhật mà nay đã quên rồi. Lại quên. Bạn nào nhớ rồi, còn nhớ. Chào Vi xem nào, Vi còn nhớ không? Mới học hôm kia xong mà nay đã quên rồi. Muốn nhân một số tự nhiên với một phân số ta làm thế nào? Ta lấy tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu. À, khi chúng ta coi số tự nhiên này là một phân số có mẫu là 1 thì ta mới lấy tử nhân tử đúng không? Thế còn một cái chú ý nữa là khi ta nhân với số tự nhiên với một phân số thì ta, nếu ta không coi phần nó là phân số thì ta lại nhân luôn cái gì? Nhân luôn số tự nhiên 12 này. Sao chúng ta lại cứ không hiểu đây nó là số tự nhiên thế nhỉ? Ta nhân 12 với tử rồi chia cho gì? Chưa mới học xong mà chẳng nhớ gì cả. Thì toàn là thứ bảy chủ nhật ra. Không ngôn. Rồi nhá. Không nhớ thì tao lại phải nói thôi chứ không lại lại quên này. Muốn nhân số tự nhiên với một phân số thì ta chỉ cần lấy số tự nhiên với tử và giữ nguyên mẫu. Được chưa? Thế ở đây chúng ta thấy là 12 mà chia nhân với 2 thì bao nhiêu? 24. Cái này ta phải nắm lại nhanh đúng rồi. 12 nhân 2 là 24, 24 chia tạ 3 thì bằng mấy? Còn 8. Vậy là có hai cách đúng không? Ta có thể nhân số 12 là 12, được bao nhiêu ta chia cho 3. Đúng không? Cũng kết quả thế đấy. Hoặc em nhấm bằng cách lấy 12 chia 3. Được bao nhiêu ta lại nhân với tử này. Cũng ra kết quả như vậy, đúng không? Thế đây là thầy giáo nhận xét và gợi ý cách làm. Vậy với bài này khi giải bài toán chúng ta giải bằng cách nào? Con làm được các bước này. Con nào có thể nêu lời giải của bài toán? Lời giải em. Con nào? À, Trúc Phương hả? Thầy mời Trúc Phương. Em thích thầy là em giải bài toán nhìn thế này ạ. 2/3 số cam trong rổ là số quả. À, em đây là 12 nhân 2/3 bằng 8. Ừ. 8 gì? 8 quả. Đáp số 8 quả. Ừ. Rồi, chúng ta nghe bạn Trúc Phương trình bày đi, chúng ta thấy có sai sót gì không? Đúng chưa nhỉ? À, đúng rồi, thì mời bạn Quỳnh nhắc lại. Thầy nhắc lại lời giải của bạn Trúc Phương. Em thưa thầy là lời giải 2/3. 2/3 số quả cam trong giỏ là 2 chấm. Lấy 2/3 nhân 12 bằng 8 quả. Đáp số 8 quả cam. Lại nhận xét cách trình bày của bạn Quỳnh. À, bạn Quỳnh thì làm ngược của bạn Trúc Phương một chút đúng không? Bạn Quỳnh thì lấy 12 nhân 2, à bạn Trúc Phương thì lấy 12 nhân 2/3, còn bạn Quỳnh thì lấy 2/3 nhân 12 đúng không? Thế thì kết quả thì nó vẫn ra như thế, nhưng mà thông thường thì để cho logic và để cho theo thứ tự thì người ta sẽ lấy 12 nhân 2/3 cho nó thuận đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhìn lời xem lời giải thầy hướng dẫn này. Thế thì ở chỗ này chúng ta chỉ cần trả lời là người ta hỏi 2/3 số cam trong rổ là, thì chúng ta chỉ cần trả lời 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu đúng không? Chứ chúng ta cũng không nên máy móc là trả lời là 2/3 số cam trong rổ là số quả. Đấy, nghe nó không hay đúng không? Trong rổ có số quả là cũng được, hay là 2/3 số cam trong rổ là cũng được. Và chúng ta chỉ việc lấy 12 ta nhân với 2/3. Đúng không? Đây là tìm phân số của một số. Phân số là phân số 2/3 của cái số 12 này. Hiểu chưa nào? Đấy.
Thế vậy qua bài tập này bạn nào có thể cho thầy giáo biết vậy muốn tìm 2/3 của một 2/3 của 12 đấy bạn nào đấy? Mời bạn Anh. Muốn tìm 2/3 của 12 ta lấy 12 nhân 2/3. Ừ, tốt. À, mời bạn mời bạn Tuấn nhá. Em tôi thấy là muốn tìm 2/3 của 12 ta lấy 12 nhân 2/3. Ừ, muốn tìm 2/3 của 12 ta lấy 12 nhân 2/3 chỉ có thế thôi đúng không? À, mời bạn Phương Anh. Em thấy là muốn tìm 2/3 của 12 ta lấy 12 nhân với 2/3. Ừ, mình nhắc lại. Em thưa thầy, muốn tìm số 2/3 ta lấy 12 nhân với 2/3. Muốn là Quỳnh nhớ nha. Dạ. Muốn tìm 2/3 của 12 thì ta mới lấy 12 nhân 2/3 nhá. Chứ còn nếu em nói tắt thế thì nó gọi không đúng lắm, đúng không? Nó chưa thật thật chính xác. À. Như vậy thầy đã có kết luận như chúng ta vừa được kết luận. Mời bạn đọc lại kết luận. Em. À, bạn Trà My đọc kết luận. Em có thể là muốn tìm 2/3 của 12 ta lấy 12 nhân với 2/3. Phương Anh đã nhắc lại. Em thầy muốn tìm 2/3 của 12 ta lấy 12 nhân với 2/3. Đấy nha, chỉ có thế thôi nha. Thầy đã để cho 5 phút để các bạn ngồi học thầm ngay. Xong bài này chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy là muốn tìm 2/3 của một số nào đó. Ví dụ ở đây là 12 thì chúng ta chỉ cần lấy cái số đó ta nhân với lại 2/3 này, lấy 12 nhân với 2/3 này, đúng không? Thế sang bài tập khác thì nó lại có thể khác một chút. Thì chúng ta chỉ cần nhớ là gì? Dựa theo bài tập mà thầy đã lấy làm mẫu này thì chúng ta sẽ làm bài tập những bài tập tiếp theo, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng vào bài tập tiếp theo nhé. Đây có bài tập ví dụ. Thầy giáo cho 2 phút để chúng ta thực hiện tìm 3/5 của 15. A few minutes later. Nó mình xong chưa? Rất nhiều bạn cho kết quả bằng 9. Rồi ạ. Bây giờ thầy mời một bạn trình bày cách làm và kết quả của mình. Bây giờ mời bạn Bảo Anh nè. Bảo Anh xong chưa? Thầy là muốn tìm 3/5 của 15 thì ta lấy 15 chia cho 5 bằng 3, 3 nhân 3 bằng 9. Em vừa nghe phần bạn Bảo Anh trình bày đúng không? Em có nhận xét về trình bày của bạn Bảo Anh không? Chúng ta vừa rồi chúng ta làm xong cái phần mà lý thuyết ấy. Chúng ta có thấy thầy giáo hướng dẫn cách làm không? Tất cả những phần mà bạn Bảo Anh nêu đấy, đấy là phần chúng ta làm nháp đúng không? Còn khi trình bày chúng ta sẽ trình bày như trên cái phần lý thuyết thầy giáo vừa hướng dẫn đây. Thế mà đây là kết luận khi tìm 2/3 của 12 thì ta lấy 12 nhân với 2/3. Đây, nhìn trong bài giải của cái bài toán mẫu đây. Ta chỉ cần viết 12 nhân 2/3 và kết quả bằng 8 này. Đúng không? 8 quả này. Đấy là trong cái bài giải. Như vậy khi mà gặp những cái bài mà người ta chỉ hỏi là tìm thế này thôi, thì yêu cầu tìm này thì người ta không phải là toán một nền văn thì ta chỉ cần giải thích như này cho thầy này. Thưa thầy, muốn tìm 3/5 của 15 thì ta sẽ lấy 15 nhân 3/5. Và em tính là được bằng 9. Các em chỉ cần làm như thế này thôi, làm sao các em lại lấy 15 chia 3 xong rồi các em lấy 15 chia 5 xong các em lại lấy cái kết quả nó nhân với 3 nó đâu. Cái đấy là nháp và giấy nháp nhá. Em chỉ cần trình bày như này thôi này. Tất nhiên là còn bảo anh trình bày rất chi tiết. Đúng rồi, nhưng khi trình bày em chỉ cần trình bày thế này trong vở này thôi. Được chưa? Em không cần diễn giải là 15 chia cho 5 xong được bao nhiêu em lấy số đó nhân với 3. Việc đó là việc để chúng ta nhẩm, còn khi trình bày ta chỉ cần trình bày thế này cho thầy nhá. Tương tự sang phần B. Các bạn làm nhanh cho thầy sang phần B.
Thế thầy giáo gợi ý cách nhấm này. Ta cũng nên áp dụng theo cách của nước 3. Theo cách hướng dẫn ban đầu của thầy đi thì nhanh hơn. À, cả lớp nhìn lên bảng thì hướng dẫn nhá. Nhìn chưa? Nhìn thấy bảng thì giáo hướng dẫn đã, vì thầy giáo thấy chúng ta làm việc núi húi rất lâu, rất chịu khó làm nhưng mà thấy lâu lắm. Thì chúng ta nhìn lên bảng thì giáo hướng dẫn này. Cũng như cách ban đầu trong phần lý thuyết là chúng ta phải lấy 12 này ta chia cho 3 rồi ta mới nhân với 2 đúng không? Thì bây giờ ta cũng nhẩm như thế nhanh hơn. Cách nhẩm này giống như là chúng ta đã rút gọn phân số đấy. Em lấy 15 em chia cho 5. Thì được mấy? Đấy. 1. 15 chia 5 là được 1 á. 3. Chết rồi. Vừa báo anh vừa bạn đã trình bày bạn ấy lấy 15 chia 5 được 3 rồi đúng không? Xong bạn ấy lấy 3 đó nhân với 3 thì bằng 9. Đúng không? Còn báo anh là làm rất chính xác đấy nhưng có cái là bạn trình bày nó hơi lâu thôi. Đấy, ta nhấm như thế thì nhanh hơn là chúng ta lấy 15 nhân 3 bằng 45. 45 lại chia cho 5 bằng 9. Tất nhiên bạn nào mà nhấm nhanh thì cũng vẫn cứ ra là 45 mà 45 chia 5 thì được 19 rất nhanh. Đấy, nhưng có hai cách nhé. Cách thứ nhất là có thể lấy 15 chia 5 được 3 rồi ta mới nhân với 3. Cách thứ hai là lấy 15 nhân 3 bằng 45 ta lấy chia cho 5 cũng được 9. Vậy ta áp dụng phần B. Các em lại ghi kết quả vào phần tin nhắn. B đấy. À, rất nhiều bạn đã ra kết quả rồi đúng không? Đấy. Dù thầy giáo chưa yêu cầu nhưng các bạn đã trả lời kết quả bằng 15 rất nhanh. Như vậy giờ chúng ta đã hiểu rồi đúng không? À, bạn nào trình bày cho thầy giáo và các bạn cùng nghe cái cách làm của mình. Vì sao lại ra được kết quả là 15? À, bạn Hiền, mời bạn Hiền chứ nào. Hiền nào đó chưa? Bạn Hiền, bạn Nhàn, hai chị em học chung chúng ta có một bạn trả lời thôi nhé. Bạn Hiền trả lời thấy sao nào? À, chưa ra kết quả hả? À, thầy mời bạn Lan Anh. Em lấy 40 chia 8 bằng 5. Em lấy xong rồi em nhân 3 bằng 15. À, cách khi trình bày chúng ta trình bày như sau đúng không? Đấy là cách nhẩm của chúng ta. Là lấy 40 chia 8 được 5 đúng không? 5 nhân 3 bằng 15 đúng không? Thế còn nếu giờ chúng ta là lấy 40 mà nhân với 3 thì nếu bạn nào mà nhân tốt thì nhân nhanh, nhưng còn nếu bạn nào nhân không tốt thì nhân rất là chậm. Thì tốt nhất là chúng ta cứ lấy cái số tự nhiên này ta chia cho mẫu đã rồi ta mới nhân với tử thì nó nhanh hơn và nó gọn hơn đúng không? Vậy qua phần kết luận của phần lý thuyết và cái phần chúng ta vừa làm bài tập này, bạn nào có thể rút ra kết luận chung cho những bài tập dạng như thế này, đó là muốn tìm phân số của một số để ta làm thế nào? Để ta đặt câu hỏi ở ngay đầu cái tiêu đề nha, để chúng ta rút ra một kết luận chung. Vậy muốn tìm phân số của một số thì ta làm thế nào? Đấy, chúng ta đang nhìn vào cái kết luận chúng ta đã rút ra từ phần lý thuyết và cái phần bài tập của chúng ta này. Nào lại suy nghĩ trả lời nhé. Kết luận, chúng ta viết kết luận của mình vào cái phần học tương tác đấy. A few minutes later. Chưa thấy có kết luận. Bạn Bùi Phương Anh đã có cái kết luận là bạn nào có kết luận thì nó đọc luôn cho cả lớp nghe nhé. Bạn Phương Anh thì có kết luận là ta lấy số đó nhân với phân số. Đấy, bạn ấy có kết luận chung đấy. Muốn tìm phân số của một số thì ta lấy số đó nhân với phân số. Đó là bạn Phương Anh, Bùi Phương Anh. Nguyễn Phương Anh trả lời là muốn tìm phân số của một số thì ta lấy số tự nhiên nhân với phân số. Trà My trả lời là ta lấy số đó nhân với phân số. Bảo Anh cũng nói là ta lấy số đó nhân với phân số. Bạn Hằng cũng trả lời ta lấy số tự nhiên nhân với phân số. Nào, bây giờ chúng ta có thể bật mic để chúng ta tương tác kiểu dễ nhé. Phải nhận được 5 câu trả lời và có 2 câu trả lời nói là ta lấy số tự nhiên nhân với phân số. Còn hai bạn khác, thì ba bạn khác thì nói là ta lấy số đó nhân với phân số. Nào, theo các em thì các bạn trả lời đã chính xác chưa nhỉ? Và cách trả lời của các bạn có nội dung giống nhau hay không? Mặc dù các bạn dùng từ khác nhau đúng không? Các bạn thì nói là lấy số tự nhiên nhân với phân số, còn các bạn thì nói là lấy số đó nhân với phân số. Nào, thầy sẽ mời bạn Báo Anh cho biết ý kiến. Em là khác nhau. Bạn Báo Anh cho biết là ý kiến của các bạn là khác nhau. Này, mời bạn khác. Nào, mời Trà My. Em thưa thầy là khác nhau. Ý kiến khác nhau. Nào, mời bạn khác. Mời Đại Minh. Thầy là
có bạn thì nói là lấy số tự nhiên thì nó nhắc lại nha, có bạn thì nói là lấy số tự nhiên nhân với số đó với phân số, còn có bạn thì nói là số đó nhân với phân số. Đấy, mà bài hôm nay chúng ta là yêu cầu tìm phân số của một số. Thế thì một số đó là cái số nào? Đó là cái số mà chúng ta cần đi tìm này. Người ta yêu cầu tìm 3/5 của 15 này, 3/8 của 40 này. Thì cái số mà chúng ta đang nhắc đến đấy, đó chính là số đó đấy, đúng không? Cái số đang nhắc đến thì ta thay bằng từ số đó cũng được. Mà nhiều bạn nói là số tự nhiên cũng được, đúng không? Lấy cái số tự nhiên đó rồi ta nhân với phân số, đúng không? Thế thì thực ra là các bạn chỉ dùng từ khác khác nhau thôi, còn lại nội dung là cũng giống nhau. Đó là các bạn đều kết luận được là ta phải lấy cái số tự nhiên đó, đúng không? Hoặc là lấy cái số đó mà ta nhân với phân số. Đây, ta nhìn nhé. Một số bạn là vẫn chưa nhìn vào màn hình đâu, cứ làm việc riêng. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn thế này. Ở đây phần A người ta yêu cầu tìm 3/5 của 15 thì ta cũng có phải là lấy 15 nhân 3/5 không? Có phải lấy số đó nhân với lại phân số không? Đấy. Ở đây 3/8 của 40 có phải ta cũng lấy cái số 40 đó mà nhân với 3/8 không? Thế như vậy là các bạn nói số đó cũng được mà các bạn nói số tự nhiên cũng được, đúng không? À, thế thì ở đây thì trong bài này thì người ta không nhắc nhiều đến số tự nhiên vì ta có thể coi số tự nhiên là một phân số cũng được, cho nên ta nên nói là lấy số đó nhé. À, tìm phân số của một số này thì ta lấy số đó nhân với phân số. À, ta lấy cái kết luận của chúng ta. Thì mời bạn đọc lại cho thầy, thì mời bạn Đại Minh. Em chưa thấy em đọc muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số. Là tốt. Mời bạn Bảo Anh đọc. Thưa thầy, là muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số. Mời bạn Kim Ngân. Em nghe thầy em là muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó nhân với phân số. Vậy các em cần ghi nhớ cho thầy cái kết luận này. Kết luận này rất nhiều bạn đã rút ra kết luận rất là đúng, đúng không? Đó, chỉ có các bạn dùng từ khác một chút thôi, chúng ta cần nhớ là cái ghi nhớ này cho thầy để chúng ta áp dụng làm bài tập. Bây giờ chúng ta sang phần bài tập nhé. Và phần bài tập thì giáo cũng yêu cầu là chúng ta là làm nháp nhanh ra giấy nháp cho nó đỡ mất thời gian, đúng không? Như vậy phần lý thuyết thì giáo dạy rất là kỹ rồi, mong sang phần bài tập chúng ta sẽ làm tốt như phần bài chấp nhân phân số. Đọc cho thầy bài tập. Em cho thầy là một lớp học có 35 học sinh, trong đó 3/5 số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó. Thế thì chúng ta vừa học về tìm phân số của một số rồi, đúng không? Vậy bài này chính là đi tìm phân số của số nào? À, đúng rồi, tìm phân số 3/5 của số 35, đúng không? Bây giờ ta sẽ suy nghĩ làm bài trong 2 phút cho thầy. Làm nháp nhanh là dễ nháp, bắt đầu nhé. Bạn nào ra kết quả rồi thì ghi kết quả vào trong cái hộp. A few minutes later. Thầy nhận thấy kết quả của các bạn là ra là 21. À, rất nhiều bạn ra kết quả 21. Nào bây giờ thầy mời một bạn trình bày kết quả và cách làm kết quả của mình cho các bạn nghe. Thầy mời bạn Trương Anh. Em thưa thầy, bài 1 số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là ta lấy 35 nhân 3/5 bằng 21, mở hoặc học sinh, đóng hoặc, đáp số 21 học sinh xếp loại khá. Tốt. Đấy. Và đây chính là cách 1 đấy. Và bài toán này ta có thể làm một cách khác, chúng ta sẽ suy nghĩ xem là còn có cách sai nào không. Và cách này là cách mà chúng ta vừa học, đúng không? Cách bạn Trâm Anh vừa làm hay là chúng ta... Các bạn có làm giống hơn Trâm Anh không? Quá. Thầy rất vui là sau khi học xong bài này chúng ta áp dụng rất là nhanh, đúng không? Và thầy thấy kết quả của các bạn đều là bằng 21, rất tốt. Nhưng mà đây là cái cách mà chúng ta áp dụng là lấy số đó nhân với phân số, đúng không? Vậy chúng ta còn cách nào khác không nhỉ? Các bạn nào nghĩ được cách 2 rồi? Hôm nay đã ra cách 2 chưa? Em nghĩ rồi. Bạn Trâm Anh, mời bạn Trâm Anh, bạn Trâm Anh có cách 2 nào thế nào? Em thưa thầy, cách 2 là 1/5 số học sinh xếp loại khá là ta lấy 35 chia cho 5 thì được 7. Sao nữa? 3/5 số học sinh được xếp loại khá là ta lấy 7 nhân với 3 được 21 bằng 21 mà không hoặc học sinh. Các bạn đã nghe cách nào của bạn Trâm Anh chưa? Rồi ạ.
Ta thấy cái giống cách nào nhỉ? Giống cách một. Cái giống cách một. À thì thực ra là chúng ta đã thấy là bạn Chim Anh làm theo cách mà lúc đầu thầy giáo đã hướng dẫn đấy. Đúng không? Vậy bạn Chim Anh lại trình bày tiếp cho các bạn nghe là bạn Chim Anh đã trình bày cách đó là theo cách làm nào? Em sử dụng cách một. Cách là cách học từ lớp 3 này đúng không? Chim Anh làm theo cách nào là cách cấp 3. Đáng nhẽ cách đó là gọi là cách đầu tiên đúng không? Mới gọi là cách một. Như đây thầy lại cho cái cách một là cái cách mà hôm nay chúng ta mới học đúng không? Nó cũng không sao. Và thầy lại gọi cái cách mà chúng ta làm cũ đó là cách cách của lớp 2, của lớp 3 đấy thì lại gọi là cách 2 đúng không? Đây là cách làm cũ từ trước. Và khi làm thì chúng ta có thể là viết cùng dòng. Đấy. Hôm nay ta đã được học về phân số rồi thì ngoài cách viết là 3 năm nhân với 3 phần 5 ra thì ta có thể viết liền như thế này cũng được. Thực ra là ta áp dụng cả cách làm của lớp 3, đó là ta phải chia cho 5 để ta tìm ra 1 phần 3. Sau đó cái 3 năm chia 5 này nó chính là 1 phần thì ta nhân với 3 thì ta được là 3 phần. Các em hiểu không? Đấy cũng chính là cách mà các em nhấm đấy, 3 năm chia 5 thôi đấy. Rồi em nhân với 3. Thì đây cũng là một cách là có thể là cách trình bày khác cũng ra được kết quả như vậy. Thế mình có hiểu không nhỉ? Đấy, thực ra là chúng ta đã áp dụng cái cách làm của lớp 3 đấy. Những cách viết nó khác đấy thôi nhá. Rồi. Khi làm thì thế nhưng mà hôm nay thì bài tập hôm nay thì đang học về tìm phân số của một số thì chúng ta nên viết theo cách dạng là cách 1. Chúng ta làm quen với cách học mà hôm nay chúng ta đã học. Cách trình bày hôm nay chúng ta đã học. Nào, xem xong thì thầy giáo chuyển sang bài tiếp theo nhé. Bài 2. Thầy mời một bạn đọc cho thầy bài 2. Bạn là Ánh đọc bài 2. Bài 2. Chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài, tính chiều rộng của sinh tường. Em thầy ơi. Chúng tôi trình bày đi. Em thích thầy là em muốn đọc. À đọc rồi đọc đi. Thầy giáo tưởng nào đã ra kết quả rồi. Nào mời chú Phương đọc cho cả lớp nghe. Thầy là một trường hình, một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài, tính chiều rộng của sân trường. Cái bài này người ta cho chúng ta biết cái gì mà đã yêu cầu chúng ta làm gì? Tính chiều rộng sân trường. Thế thì vậy cho biết cái gì rồi? Tôi biết là Đã biết chiều dài rồi và chiều dài là 120, chiều rộng 5/6 của nó là 5/6. Rồi bài này người ta cho chúng ta biết là chiều dài của sân trường rồi. Và lại chiều rộng thì người ta không cho biết cụ thể thế là bao nhiêu mét đúng không? Và người ta chỉ cho biết là bằng dài bằng 5/6 thôi. Cái chiều dài thôi. Vậy giờ thì chúng ta phải tìm cái chiều rộng sân trường này. Vậy muốn tìm chiều rộng sân trường này ta lại áp dụng cái bài hôm nay chúng ta học đúng không? Cái kiến thức hôm nay chúng ta học. Bạn nào có thể nói nhanh cho thầy biết xem là ta làm thế nào. Ta lấy 120 nhân 5/6. Đúng rồi nhé, đúng rồi đấy, chỉ có vậy thôi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập này và làm nhanh cho dễ nhát cho thầy nhé. Còn vở thì để chiều chúng ta nào. 100. Và chúng ta lại em viết kết quả vào trong cái hộp tương tác cho thầy nhé. Rất nhanh, thầy đó đã nhận được rất nhiều kết quả. Tần Anh đã 100m. Trâm Anh cũng ra 100m. Bích thì ra 100N. Mình viết sai cái danh số nha. My 100m. Phương là 100. Hằng 100, Phương Anh là 100. Đúng rồi, chúng ta đều ra tính là 100. Vậy thì mời một bạn trình bày cho cả lớp nghe. Mời Việt Anh. Em phải là rộng của sân trường là lấy 120 nhân mấy 5/6 là bằng 100. Đấy, chỉ có thế thôi nhá. Ở đây người ta không hỏi gì đến diện tích thì đừng nói đến diện tích nữa đúng không? Mà chiều dài người ta cho rồi, người ta chỉ hỏi mỗi chiều rộng thôi thì ta chỉ trả lời rất là đơn giản thế này thôi đúng không? Đấy. Bài giải này, em trình bày là bài giải này, em viết là gì? Đây người ta hỏi là tính chiều rộng của sân chiều trường. Chiều rộng của sân trường. Người ta chỉ cần trả lời là chiều rộng của sân trường là thế thôi, rất dễ thôi đúng không? Rồi lấy 120 nhân với 5/6. Thế mà có hai cách tính đúng không? Thông thường là chúng ta sẽ lấy 120 chia cho 6 đã rồi ta nhân với 5 thì nó sẽ nhanh hơn. Ta thì ta nhấm cũng được đúng không? 12 chia 6 được mấy? 16 bằng 2. 12 đúng rồi. Thế thì 120 mà chia 6 thì bằng 20. Đúng không? 120 mà chia 6 thì bằng 20. Mà 20 mà nhân với 5 thì bằng 100. Đúng rồi. Thế bài này thì người ta chỉ luyện cho chúng ta
luyện chúng ta cách tìm phân số của một số thôi nhá. Thế mà nếu sau này bài mở tập này người ta mở rộng nữa ra, đó là người ta bắt chúng ta tính chu vi hoặc tính diện tích của sân trường này, ta có tính được không? Được. Được rồi, vì chúng ta đã biết chiều dài chiều rộng rồi đúng không? Thì ta chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi hoặc diện tích để chúng ta ta làm nhá. Thế còn bài này người ta chỉ tạm dừng ở đây để vì là người ta chỉ yêu cầu chúng ta là biết áp dụng để tìm chiều rộng bằng cách là gì? Lấy chiều dài nhân với cái số phần đó. Số phần của chiều rộng đấy. Thì sẽ ra được được chiều rộng. Thế còn sau này người ta có thể mở rộng tính chu vi diện tích, thế là chúng ta sẽ tính sau đúng không? Ta sang bài tập tiếp theo, bài tập số 3. Em đọc. Mời bạn là Việt Anh đọc. Em thầy là bài 3, lớp 4A có 16 học sinh nam và số học sinh nữ bằng 9/8 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ? À, thế bài này chúng ta trình bày thế nào? Bài trả lời là gì nhỉ? Lớp 4A có số học sinh nữ nè. Ừ, làm sao nữa? Lấy 16 nhân với 9/8. 16 bằng 18 học sinh nữ. Bằng 18. Tính tổng bao nhiêu đúng rồi? Thế đấy bạn Trà My với các bạn là một số bạn trình bày thế là đúng đấy. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi đưa kết quả và trả lời kết quả vào trong hộp nha. Thầy đã nhận được mặc dù chưa yêu cầu nhưng đã có rất nhiều bạn đã làm và trước và đã ra kết quả là 18 nữ. Rất nhiều các bạn ra kết quả là 18 nữ. Thế vậy thầy lại hỏi luôn. Mời một bạn trình bày lời giải cho thầy. Em thưa thầy là lớp 4A có số học sinh nữ là lấy 16 nhân với 9/8 bằng 18 học sinh, đúng rồi, đáp số 18 học sinh nữ. Cũng tốt. Vậy chúng ta cẩn thận thì ta có thể điền ghi danh số học sinh nữ cũng được, còn không thì trên thì người ta đã nói là số học sinh nữ rồi thì ta chỉ cần danh số học sinh thôi nhá. Đúng rồi đấy, chúng ta sẽ áp dụng đấy 16 nhân 9/8. Và chúng ta nên nhấm là 16 chia 8 thì được 2 đúng không? 2 nhân 9 là 18. Đúng rồi. Như vậy là thầy đã thấy là chúng ta áp dụng rất là tốt. Chỉ một cái là chúng ta ví dụ thầy đã yêu cầu phát biểu diễn đạt thành lời thì chúng ta vẫn còn hơi lúng túng đúng không? Hoặc chúng ta dùng từ nó chưa thật chính xác thì chúng ta cần chú ý này. Các cái phần kết luận chúng ta phải học thật kỹ cho thầy nhé. Mặc dù chúng ta áp dụng làm bài tập thì rất tốt rồi nhưng mà những cái câu mà kết luận đấy chúng ta phải thật ghi nhớ. Bài học thì tạm dừng ở đây và trước khi kết thúc bài thì do kiểm tra lại cái kiến thức của chúng ta hôm nay thì do có một bài tập mà trong phần trò chơi rất là vui thì do đặt tên là thỏ tìm nhà đúng không? Thực ra là mỗi một chú thỏ này ở đây có 4 chú thỏ mang 4 cái kết quả và đây là kết quả của các phép tính mà hôm nay chúng ta đã học đúng không? Tìm số phần của một số. Vậy với những kết quả này thì chúng ta sẽ xem là những chú thỏ nào đã ứng với những cái phép tính nào. Kết quả thầy mời bạn Long tiếp. Chú là số 4, 2/7 của 35 là 4. Đấy ta nhấm là ta thấy 3 thì mà chia cho 7 thì được mấy? 3 chia cho 7 được 5. 5 với 2 được mấy? 5 10. 5 10. Vậy chú thỏ nào thì sẽ đi về cái nhà ngôi nhà này? Chú thỏ có kết quả là 10 này, chứ không chú thỏ có kết quả là 4 thôi nhé. À, chú thỏ có kết quả là 10 này thì sẽ đi về ngôi nhà này. Đấy, chúng ta phải nhấm như vậy nhé. Đến các chú thỏ khác, chúng ta phải nhấm cái kết quả của phép tính này đúng không? Rồi chúng ta mới tính ra kết quả, chúng ta mới trả lời thì nó chính xác hơn. 3/5 của 15 là... Thầy mời Lan Anh. Em thầy là 3/5 của 15 là 9. 3/5 của 15 là mấy? 9. Xin chấm ra, đâu thế? 5 là 9. 9 thầy ạ. Thì là số thỏ số 9. Thế là chấm 15 chia 5 thì được 3, 3 x 3 là 9, đúng không? Chữ thỏ số 9 này chính là kết quả của đi về của nhà này, đúng không? Tiếp theo còn 2 chữ thỏ nữa. Em 2/9 của 18 là chú thỏ. 2/4. Chúng ta chỉ cần nhấm là 18 chia 9. Nhấm nhanh 18 chia 9 được mấy?
18 chia 9 được 2. 8 chia 9 được 2, 2 chia 2 là 4 đấy, nó nhanh hơn, có phải hơn không? Chúng ta cứ đi làm cái gì đâu thế? Rồi, Trâm Anh vẫn nhấm rất là nhanh đúng không? Các bạn khác nhấm rất lâu rồi, cho nên là chúng ta cứ làm thế nào? Ví dụ như 3 năm chia 7 thì bằng 5, mà 5 x 2 bằng 10 luôn này, còn nghĩ cái gì nữa thì nó mới đâu đúng không? Đó, chú Thỏ này nè. Chú Thỏ bằng kết quả số 4 đúng không? Anh chia 8. Như vậy là cuối cùng chúng ta đoán ra là chú Thỏ nào thì về về ngôi nhà cuối cùng rồi đúng không? 7 2 mà chia cho 8 thì được mấy? 9. 9 x 3 bằng 2. 9 x 3 27. Đấy. Thế là cái bảng cửu chương này chúng ta chưa thật thuộc. Thầy đã nhắc là chúng ta phải học thuộc đến mức độ là chúng ta khói mà cách chúng ta bật được ra ngay, không phải nghĩ, không phải nhấm nữa. Đấy, kỹ năng là thầy mong là chúng ta đến cuối năm là chúng ta phải nhấm được như vậy nha. Như vậy bài cái trò chơi thỏ tìm nhà này là cũng đã kết thúc cái bài học hôm nay, và thầy cũng muốn để củng cố chúng ta cách nhấm sao cho nhanh. Thế và khi nhấm kết quả đấy thì chúng ta không nên là lấy học như tiết trước. Tiết trước là muốn nhân một số tự nhiên với một phân số, hay là một phân số với số tự nhiên, thì chúng ta lấy số tự nhiên nhân với tử rồi chia cho mẫu. Thì áp dụng bài trước vào hôm nay thì nhấm rất là chậm. Chính vì thế trong sách người ta phải cho thêm một cái bài nữa để giúp chúng ta nhấm cho nên nhanh. Đó là bài tìm phân số của một số, là vì thế. Hiểu chưa nào? Thế hôm nay chúng ta đã biết là tìm phân số của một số rồi, chúng ta nên nhấm theo cách của bài hôm nay nhanh hơn. Thế còn nếu chúng ta nhấn theo cách của bài hôm trước thì nó lâu hơn, tất nhiên kết quả vẫn đúng. Thế thì về nhà các em sẽ cũng thông thường ta làm bài tập 1 và toán chính cho thầy nhé, còn các bạn tập còn lại thì chúng ta sẽ làm toán cộng. Đây là việc của chiều nay nhé. Và bây giờ chúng ta ra chơi 15 phút, sau đó chúng ta vào học tiết thứ hai.